Hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2023, nhà vườn Ngọc Lâm có nhập số lượng lớn những cây phong lá đỏ Nhật Bản về Việt Nam, có rất nhiều kích thước chủng loại cây khác nhau, từ những cây mini bonsai nó cao khoảng tầm 30 tới 60 phân, hay là những cây trưởng thành nó cao khoảng tầm 2 m tới 3 m. Nhà vườn đều nhập số lượng rất là nhiều về Việt Nam, có đa dạng mẫu mã và chủng loại cây. Thì hôm nay nhà vườn sẽ giới thiệu chi tiết cho anh chị từng loại cây một và báo giá chi tiết cho anh chị nhé. Trước mặt anh chị đây là một chậu phong lá đỏ Nhật Bản bonsai, nó cao khoảng tầm 60 phân. Chậu này được khoảng tầm 25 tuổi rồi. Còn đây là một chậu nhỏ hơn anh chị nhé. Chậu này được khoảng tầm hơn 1 năm tuổi thôi. Đấy, chậu này thì đường kính gốc nó được khoảng tầm trên 1 cm. Có những cái cây thì đường kính gốc nó được khoảng tầm 2 cm anh chị nhé. Những cây này đều là những cây nguyên bản và được trồng từ nhỏ trong những cái chậu đường kính được khoảng tầm 15 phân như này. Về anh chị chỉ việc sang những cái chậu sứ là mình có thể để bàn sẽ rất là đẹp anh chị nhé. Lá thì có màu đỏ thắm như này. Đây là những cây phong lá đỏ Nhật Bản 7 thùy. Đấy, mà lá thì có màu đỏ thắm, tượng trưng cho sự may mắn, đem lại nhiều cái phú quý, tài lộc cho gia chủ. Một chậu như này hiện tại thì nhà vườn mình đang bán với giá là 450 một cây. Còn chậu nhỏ là 350 một cây chị nhé. Đấy, lá thì có màu đỏ thắm như này. Cây thuần chậu rồi và được trồng từ nhỏ, dễ khỏe mạnh ổn định nên anh chị trồng sẽ rất là đảm bảo. Cây nó sẽ sinh trưởng và phát triển rất là tốt. Những cây phong này thì có số lượng rất nhiều nên là anh chị mà thích sưu tầm cái dòng phong lá đỏ về trồng thì cứ liên hệ tới nhà vườn Ngọc Lâm anh chị nhé. Đây, như cái này thì đường kính gốc nó được khoảng tầm gần 2 phân. Đấy, còn cây nhỏ hơn như này là 350 một chậu anh chị nhé. Nó cao khoảng tầm 35 tới 40 cm. Còn đây là những cây phong lá đỏ Nhật Bản trưởng thành mà bên mình vừa mới xuống hàng, có hai cỡ chị nhé. Đấy, cỡ này thì nó cao khoảng tầm 2,5 3 m, đường kính gốc khoảng tầm 5-6 phân. Những cây này thì đều được trồng từ nhỏ trong những cái chậu vải như này. Cái rễ của nó đang kín cái chậu vải này rồi. Về mình chỉ việc cắt cái chậu vải này ra, mình trồng sang chậu sứ, chậu xi măng hoặc là mình trồng ra ngoài đất thì cây nó sẽ sinh trưởng phát triển rất tốt. Nó không bị ảnh hưởng quá nhiều anh chị nhé. Có nhiều đơn vị thì họ sẽ nhập những cây mà được trồng trực tiếp dưới đất, sau đó đánh lên và vận chuyển ngay về Việt Nam. Những cây đó thì giá thành nó sẽ rẻ hơn, cái chi phí vận chuyển nó cũng rẻ hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì những cây này nó hay bị kiệt cây trong quá trình vận chuyển. Anh chị trồng khoảng tầm một thời gian, nhiều cây có thể dẫn tới tình trạng là bị khô cành, nhiều cây thì có thể bị chết anh chị nhé. Ngay cả những cây mà được nhập khẩu nguyên bầu từ bên nước ngoài về như thế này là bên em cũng phải tuốt vợi lá đi để trong quá trình vận chuyển cây nó không bị mất nước, nó sẽ không bị kiệt cây. Đây, như cây này sau khoảng tầm một tuần đưa về Việt Nam thôi nó đã bắt đầu nhú những cái lá mới rồi. Đấy, khi mầm mới bật lên là sẽ có màu đỏ thắm như này. Đây là dòng phong lá đỏ 7 thùy anh chị nhá. Đấy, cũng gần dịp Tết Nguyên Đán rồi, anh chị thấy một cây phong khoảng tầm 2-3 tuần nữa thôi nó bật đủ những cái mầm này thì trên cây nó sẽ là một cái màu đỏ rất là rực rỡ, khoe sắc rất là rực rỡ trong khuôn viên gia đình mình anh chị nhé. Đấy, cây thì bộ rễ ổn định nên là mình trồng sẽ rất yên tâm. Đấy, anh chị mà quan tâm tới giống phong lá đỏ Nhật Bản thì cứ liên hệ tới nhà vườn Ngọc Lâm qua hai số điện thoại hotline Zalo là 0968 750 386 và 092 391 6866. Bên mình thì có rất nhiều kích thước, đấy, cây nhỏ, cây bonsai như đầu video em có giới thiệu với anh chị, hay là những cây trưởng thành đây, nó cao khoảng tầm 2,5 3 m. Đường kính gốc nó dao động khoảng tầm 2-3 phân, có những cây thì gốc khoảng tầm 5-6 phân tùy từng kích thước. Ở những cây to hơn đường kính gốc khoảng tầm 15-20 phân cũng có số lượng rất là nhiều anh chị nhé. Đủ chủng loại, kích thước cho anh chị lựa chọn. Nhà vườn Ngọc Lâm thì có địa chỉ tại phố Nguyễn Mậu Tài, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Ở bên em thì có giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Ngoài cây phong lá đỏ này ra thì còn rất nhiều các chủng loại hoa, cây cảnh, cây quả ngoại nhập độc lạ khác.